nay mình ăn bánh phái có cá trứng. Bánh phái lạ ha. Thôi mua đây ăn luôn cho rồi, mua phải mướn thấp nữa. Nhưng mà ở đây rẻ hơn Vũng Tàu rồi đó. Ủa ai vậy? Quái hả? Nội hả? Ê, mình mua mấy phần? 5 phần hả? 5 phần hả? Mấy ly chị? 5 ly chị. 10. 10 ca, 10 ca. Ở đây mới chép. Ở đây mới chép. 5 ly. Gì dữ vậy? Sẽ tí hồi mình ăn mấy cái khác nữa. Ăn mấy 5 ly 5 người đi, đang khát nước mà. Khát nước mà nắng mà. Để lại không? Để ra. Dạ dạ. Để lại. Để lại cho mau chín. Giống như là một cái đặc trưng luôn, mình sẽ quay chứ không có gọi VR. Bánh bánh dầu. Ôi ôi ôi, đây cái lò nó xém xíu. Ủa cái này sao? Ủa cháy rồi nè, hay gì? Dạ nó bị cháy rồi nè. Trứng kho. Dạ, trứng kho nè. Trứng kho măng nè, ngon quá nè. Dạ. Thấy hấp dẫn không? Vậy nãy có người nói không ăn. Nước mía rồi trà tắc, cà phê đen, cà phê sữa, rau má. Nè đây nè. 15 10. Đó. Nước mía 10, trà tắc 10, cà phê đen 10, cà phê đá. Vậy nước cam 15 rồi, vậy lấy trà tắc. Nước mía 3 ly, trà tắc 2 ly. Rồi ha, vậy đi ha. Sao không được. Thịt với trứng không ăn. Kia là cá hả? Kia là cá. Đó là cái gì luôn? Cái chầu đó mày phải ăn. Cái chầu hả? Cái đó có xưa. Còn một phần là nó có luôn. Từ hai. Còn có hả? Ê, ớ, 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 ớ. Bà dư thật luôn. À, chị về hai chục này. Còn đồ ăn là kia rất thính. Hả? Đồ ăn này kia, tính đến chị múc đồ ăn, ăn cũng rẻ lắm. Sao á? Đồ ăn là nhiêu? Ăn sao? Chứ chị múc một cái trứng măng luôn là 10 ngàn chén rẻ. Cá là ăn cũng là cá ăn này. Chúng nó chịu hút cá cho ăn thử. À rồi. Em cá miễn phí hả? Cá không tính tiền. Ăn nhiều tụi em nghĩ sẽ kiếm thêm. Hai ngày thường cũng vậy mà ngày nói cũng vậy à. Chị bán hả? Mấy người Sài Gòn như em là tăng giá. Ta ăn như em là tính tiền cho người ta. Chị quà luôn hỏi chị có tính lộn không? Không không. Rồi mới la chị nói được chị đi mơi ha. Là cá luôn. Rồi cái này ra thì có thêm một chén 10 ngàn. Ơi này mua cơm ăn. Rồi. Ơi ngon chứ. Cái này giống như nhà mình cái cắm nồi cơm, cái ca làm biến nấu cơm, cái mua này 10 ngàn về ăn. Cánh khoái hay không? Cái đó là măng. Thịt. Thịt với lại trứng kho măng. Còn cái kia là cá. Hấp dẫn không? Có chừng trúng á. Cá kho phải không? Cá kho. Múc nhiêu cá kho? Em múc cá kho.
này là bao nhiêu? Cái này mấy khúc thôi hả? Ờ, bút mấy khúc. Hôm qua bút đó mấy khúc. Bút khúc thôi. Bút khúc thôi quá. Kho ngon rồi. Rồi, mình hết chẳng chưa? Trời, cái này... Bốn khúc hả chị gái? Có cơm ngủ, có cơm không cô? Ăn cơm mới đã. Ừ, cái quà béo quá trời. Mẹ cơm nguội. Không ăn cái nào qua? Không. Rồi, cái này cho cơm ha, để vô khúc cá. Cái cơm cũng ngon á. Đây, mình lên mua cho mình, không phải tao mua cái này cho cơm. Ăn đây con. Có ăn thịt kho trứng không? Có ăn thịt kho trứng không lấy? Ừ, lấy một chén này, lấy một chén thịt kho trứng này. Vậy múc thịt kho không con? Chén này. Múc được, làm bao nhiêu? Em mấy cái này múc chị coi cho. Có trứng với lại thịt không? Không có con là gì đâu, múc thịt sạch của con. Lại múc măng này. Khoảng đi 10 ngàn. Là một cái trứng với lại da da ấy con. Da heo. Hai chén này ha. Nó rủ hoài lên. Ê có chừng đổ. Chén nữa đi. Chén nữa rồi. Măng nhìn thấy măng là phải măng này. Măng này nhìn ngon ha. Măng này măng gì cô thấy ngon vậy? Măng là A. Là A hả? Là A hả? Măng mắc tiền. Măng thấy ngon hả? Có người ta hái trên núi á. Măng phải măng le không con? Măng le khác nữa không? Không biết ông chăn. Măng này nhìn giống bao nhiêu măng tầm dông. Dạng dạng đó. Cái nồi măng là thấy thèm mà. Ủa lỡ mình ăn hết rồi mình có đưa thêm măng đúng không? Em múc ăn tiền. Rồi đủ chưa? Chưa phải không? Mới hai phần. Đám đổ mấy hộp em? Một hộp á hả? Một hộp á hả? Đau không? Chờ chút. Còn chút mau mà. Chuyến đi mắt ngầu kìa. Đi hả? Ủa cái đó ăn nước mắm nữa hả? Có xào bào nữa hả? Có xào bào nữa. Xào bào này ăn đỡ ngán nè. Ừ, chua chua. Không chứ em mượn cái chén em pha nước ra, nước rồi để ớt vô. Ớt hả? Ớt hũ ớt em. Hũ ớt nè em. Ớt hũ ớt được nào á? Ừ, có rồi không? Em xài em ép chị đi. Nè xôi nè lấy không? Thấy nhà nguyên cái chạy chó chứ nữa. Chạy chó. Mỗi chạy chó. Chó biết bu nè. Trời ơi, cái cua nào có người không? Bự lắm, còn hai mấy chứ. Ê, chứ thương vậy, chạy lắm vậy rồi. Còn cái cua nó bự như nè. Ơi, muốn đâu biết cua. Cua dễ hơn. Mà nó cắn chưa? Mà nó cắn chết. Ốm quá. Chó đâu mưa dữ không? Con rể bà qua cho. Con rể bà. Bà qua là cái nhà thử đó sao á? Nó mua đất ai nuôi hả? Nó nuôi nhiều quá nó cho. Nhà đất nó nuôi nhiều lắm á. Không biết vui hả? Cho xin con phúc tích về nuôi sao? Có thể nghe gì vậy?
10.000 hả? Chén này 10.000, còn bên này là 20. Còn cái này miễn phí. Ồ. Giờ muốn ăn bao nhiêu đồ? Ok 10.000 hả? Ăn khoảng vậy thôi chứ ăn nhiều quá. Ok 10.000 hả? Ừ. Hả? Cái gì đi? Không. Cái đó là ăn kèm chung. Không quay cái mặt đó. Tôi bị ảo giá quá. Điều này cũng 10.000 luôn. 10.000 luôn. Hả? Anh ơi. Đúng rồi, cái này bao nhiêu tiền? 10.000. Sao biết phí? Biết hả? Cái này bao nhiêu tiền? 10.000. Đúng rồi, bao nhiêu tiền? 15-20.000. Đúng rồi, đúng rồi. Phải không? Miễn phí nè, miễn phí. Rồi, cá miễn phí. Cái này cho ngoại nha. Cái này cho miễn phí. Được miễn phí luôn. Ăn bánh ngọt này lại cho cá kho kèm. Bánh khoái. Cá kho miễn phí. Đủ bào gỏi rồi. Rồi đủ muối chua rồi. Thịt thò trứng. Cá nó lù lù đang ăn gần nửa dĩa rồi đây. Nó ăn được hết rồi. Ôi nó ăn dễ cho nó hiện cái ghe là nó màu không rồi. Đây nãy giờ review nhiều quá hay cái hiệu mà không ăn. Thầy mà kìa. Quay rồi. Quay rồi. Tại mới ớt rồi. Cái này ớt nha, chấm nha. Cái này hơi nóng ha. Cái này hơi nóng. Hơi nắng. Lại nắng. Lại nắng. Anh lấy thêm cái chén không? Ừ. Ê, lấy cái chén. Có ghẻ. Nó đang bánh nữa rồi. Đi chợ có gì vậy? Hai đi đi. Bánh bột lọc hả? Ở mà có gì cho mình mua cho mình một cái nha. Đúng rồi. Mới uống rồi. Bánh khoái đi. 20.000 một phần đúng không? 20.000 một phần. Một phần tới này nhớ cá. Là 10 cái. 10 cái này với lại cá. Với lại cái này là gì phần này đúng không? 20.000. Còn cái này 10.000. Còn cái này 10.000 chén trứng. Chén trứng. Với lại măng. À, chén trứng với măng và heo. À. 10.000. Thế hả? Quá rẻ. Cái này là nhân tính ra 30.000. Ờ, 30.000 ăn no. 30.000 ăn quá no. Tắc 10.000 ly. Trà tắc. Nước trà mía. Tắc nước mía 10.000. Có nước cam 15. Đây xuống đây đi, đi chỗ đây bà kè Tâm Hải nè. Ừ, đây bờ kè nhưng mà nhà không có địa chỉ. Ngay Vĩnh Đất Trống. Vĩnh Đất Trống bên đây. Ừ, đường Trần Đạo thôi. Khúc giữa giữa. Ngon nhỉ. Sao 3 tới chiều? Hả? 3 tới chiều hết. Chiều có 3 tới chiều. Thường chiều tối người ta ăn nhiều chị. Không, chị bán tới hết rồi, chị hết rồi. Làm nhiều tí bán chiều. Các em thường đi chơi tới tối mới ăn không à? Vậy hả? Ừ. Tối thường đi chồng mới ăn. Sao hơn?